Quốc Anh chào các bạn. Trong chủ đề của video này, Quốc Anh hướng dẫn tất cả các bạn những câu thần chú, những lời khẳng định tích cực để chúng ta có thể thu hút kỳ kỷ vào cuộc đời của chúng ta một cách nhanh chóng. Khi tất cả chúng ta sử dụng những câu thần chú, những lời khẳng định tích cực này bằng một trái tim rộng mở, tin tưởng, thì chúng ta có thể cảm nhận được sự linh ứng rất nhanh chóng. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải có sự dũng cảm để buông bỏ những chấp trước của chúng ta về những khuôn mẫu về tình yêu. Chúng ta đã tiếp nhận rất nhiều những quan điểm từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Đó là những câu chuyện của những người xung quanh chúng ta về những cách họ nghĩ về tình yêu, và nó đã tác động đến tiềm thức của chúng ta và tích lũy năng lượng đó trong tiềm thức của chúng ta, và cả những câu chuyện của chính chúng ta trải qua trong cuộc đời của mình cũng được tích lũy trong tiềm thức của mình. Và chính những điều này sẽ hình thành nên những chấp trước ngăn cản chúng ta có thể thu hút tri kỷ vào cuộc sống của mình. Chúng ta cần có lòng dũng cảm để đối diện với sự thật. Đó là những quan niệm cũ không còn phục vụ cho chúng ta nữa, thì chúng ta hãy giải phóng nó ngay lập tức. Hãy có mặt ngay khoảnh khắc hiện tại này, trải nghiệm từng khoảnh khắc với sự quan sát chứng kiến không phân tích. Hãy cảm nhận tất cả những gì đến với chúng ta ngay khoảnh khắc hiện tại này. Hãy tự hỏi bản thân mình, chúng ta có muốn gặp được tri kỷ của đời mình ngay lúc này hay không? Chúng ta muốn trải nghiệm một tình yêu sâu đậm bền chặt hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy buông bỏ, hãy đầu hàng ngay lập tức, và hãy lắng nghe lời hướng dẫn từ Quốc Anh. Khi rung động của chúng ta tăng trưởng là rung động tích cực, rung động cao, chúng ta luôn tỏa ra một tình yêu thương xung quanh hào quang của mình, và nguồn năng lượng này có thể thu hút rất nhiều người, rất nhiều người đến với cuộc đời của chúng ta. Họ bị hấp dẫn bởi năng lượng của chúng ta. Đó không chỉ là bởi một vẻ ngoài đẹp, mà đó chính là sức hút từ tính. Tất cả chúng ta có thể hấp dẫn rất nhiều người vào cuộc sống của mình, và tất cả những người này đều có rung động cao. Cho nên ý thức trong suy nghĩ, lời nói và hành động là rất quan trọng, bởi vì nó là năng lượng. Khi chúng ta lựa chọn suy nghĩ của chúng ta ở hiện tại này, không chấp vào những quan niệm cũ, những tiêu chuẩn phân tích về người khác hay phân tích về những suy nghĩ của mình, hãy thả lỏng toàn bộ, tập trung vào khoảnh khắc hiện tại này. Và lựa chọn duy nhất của chúng ta đó chính là chào đón tri kỷ của chúng ta bước vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng đón nhận một tình yêu sâu đậm bền chặt vào cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta hoàn toàn thả lỏng, để tâm trí trống rỗng, nếu như tâm trí của chúng ta đi lang thang, hãy tập trung vào tri kỷ của chúng ta. Các bạn có thể tập trung vào từ tri kỷ và niệm trong đầu của mình. Tri kỷ, tri kỷ, tri kỷ. Bạn có thể khởi lên từ tri kỷ với một tình yêu rất chân thành, giống như là người đó đang ở trước mặt bạn và bạn đang gọi người đó. Tri kỷ của tôi, tình yêu của tôi. Tri kỷ của tôi, tình yêu của tôi. Và khi bạn đã sẵn sàng mở rộng trái tim mình, tập trung và có ý định thật rõ ràng,
Ngay lúc này đây, hãy liên tục khởi lên câu thần chú, những lời khẳng định tích cực sau đây. Hãy nhắm mắt lại, tập trung vào không gian trái tim của bạn. Bạn là biểu hiện cao nhất của tình yêu vô điều kiện. Hãy hình dung tri kỷ đang đứng trước mặt bạn. Từ tận sâu trái tim mình, hãy nói với tri kỷ của bạn những lời sau đây. Bạn là người tôi luôn thương nhớ. Mỗi khi nghĩ về bạn, trái tim tôi ngập tràn yêu thương và bình yên. Tôi tin tưởng tình yêu của chúng ta luôn được che chở và bảo vệ. Vũ trụ đang dẫn lối chúng ta gặp nhau. Tôi biết ơn nghịch cảnh đã dẫn lối tôi tìm thấy bạn. Vũ trụ muốn chúng ta gặp nhau để trải nghiệm loại tình yêu vô điều kiện, sống cho bản thân mình và sống cả cho nhau. Tôi yêu bạn rất nhiều. Bạn là người tôi luôn thương nhớ. Mỗi khi nghĩ về bạn, trái tim tôi ngập tràn yêu thương và bình yên. Tôi tin tưởng tình yêu của chúng ta luôn được che chở và bảo vệ. Vũ trụ đang dẫn lối chúng ta tìm thấy nhau. Tôi biết ơn nghịch cảnh đã dẫn lối tôi tìm thấy bạn. Vũ trụ muốn chúng ta gặp nhau để trải nghiệm loại tình yêu vô điều kiện, sống cho bản thân mình và sống cả cho nhau. Tôi yêu bạn rất nhiều. Bạn là người tôi luôn thương nhớ. Mỗi khi nghĩ về bạn, trái tim tôi ngập tràn yêu thương và bình yên. Tôi tin tưởng tình yêu của chúng ta luôn được che chở và bảo vệ. Vũ trụ dẫn lối chúng ta tìm gặp nhau. Tôi biết ơn nghịch cảnh đã dẫn lối tôi tìm thấy bạn. Vũ trụ muốn chúng ta gặp nhau để trải nghiệm loại tình yêu vô điều kiện, sống cho bản thân mình và sống cả cho nhau. Tôi yêu bạn rất nhiều. Bạn là người tôi luôn thương nhớ. Mỗi khi nghĩ về bạn, trái tim tôi ngập tràn yêu thương và bình yên. Tôi tin tưởng tình yêu của chúng ta luôn được che chở và bảo vệ. Vũ trụ dẫn lối chúng ta gặp nhau. Tôi biết ơn nghịch cảnh đã dẫn lối tôi tìm thấy bạn. Vũ trụ muốn chúng ta gặp nhau để trải nghiệm loại tình yêu vô điều kiện, sống cho bản thân mình và sống cả cho nhau. Tôi yêu bạn rất nhiều. Các bạn có thể lắng nghe video này lặp đi lặp lại trong suốt cả ngày. Đặc biệt là các bạn hãy lưu ý vào khoảng thời gian trước khi các bạn đi ngủ và sau khi các bạn vừa thức dậy vào buổi sáng, hoặc bất cứ thời gian nào các bạn muốn kết nối với tri kỷ của mình. Quốc Anh hy vọng rằng qua thông tin và năng lượng từ video này sẽ truyền cảm hứng tích cực đến tất cả các bạn. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng tích cực để làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh để chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.